Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine hoảng sợ, Nga tấn công, bao vây đội hình Ukraine ở Kursk. Quân đội Nga tiếp tục phản công ở Kursk. Theo các nhà quan sát quân sự Nga, lực lượng Moscow được cho là đã chiếm lại tất cả các vị trí theo hướng Vesinoy, ngoại trừ làng Lviv-Put. Từ hướng Korenko, có nhiều hình ảnh về các phương tiện của Ukraine bị bắt. Các báo cáo cho biết quân đội Ukraine đang bị bao vây ở Olgovka. Hai tình huống bao vây khác cũng được báo cáo đã diễn ra ở Tonsilak cũng như Pelikov. Một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 46 cho biết quân đội Nga đang có kế hoạch xé toang đội hình của Ukraine, bao vây tất cả các đơn vị Kiev ở phía Bắc bằng cách tiến lên từ nhiều phía. Tại Kupiansk, lực lượng Moscow đã chiếm thêm các vị trí khác ở các cánh đồng phía Bắc của làng Pichen với sự xác nhận trực quan. Ở Pokrovka, không có nhiều thông tin được tiết lộ trong hai ngày qua. Hầu hết các hoạt động được ghi nhận ở phía Nam, nơi quân đội Nga đang khai hỏa dồn dập vào tuyến đường tiếp tế còn lại. Một video định vị địa lý khác cho thấy họ chiếm hoàn toàn ngôi làng Oshiv. Kênh Redoka cũng xác nhận lực lượng Moscow tổ chức bao vây quân đội Ukraine tại Zhilizliad theo hướng Kursk. Theo đó, việc nối lại các hoạt động phân công theo hướng quốc đã mang lại kết quả nhanh chóng. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 Nga đã cắt đứt đường rút lui của lực lượng Kiev trong khu vực đường cao tốc Sukhi và Korolevo. Và đây không phải là rắc rối duy nhất đối với nhóm binh lực Kiev, không chỉ có một nồi hầm duy nhất mà nhiều hơn thế. Quân đội Ukraine có rất ít lựa chọn ngoài việc rút chạy thật nhanh hoặc sẽ bị tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Một nguồn tin khác, kênh Reuters cho biết, tình hình cụ thể hơn ở quốc khi mà lực lượng Moscow đang phát triển một cuộc phản công quy mô lớn ở một số khu vực giành được thắng lợi, chiếm lại nhiều khu định cư. Tại quận Glukovo, gần Vesinoy, quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Kiev về phía đường sắt và tiếp cận vùng ngoại ô Lviv-Put. Ngoài ra, quân đội Nga không chỉ kiểm soát ngôi làng mà còn đánh bật đối phương khỏi các vành đai rừng liền kề. Như vậy, các đơn vị thuộc 3 trung đoàn dù 137, 56 và 51, lữ đoàn cơ giới độc lập 155 cùng trung đoàn đặc nhiệm Asmat 1434 của Nga trên thực tế đã đẩy lui hoàn toàn các đội hình Ukraine ra khỏi quận Gluskovo. Sự hiện diện của quân đội Ukraine chỉ còn lại ở khe núi phía nam cũng như một tam giác nhỏ có vành đai rừng phía nam đường sắt. Tại quận Korenko, lực lượng Moscow cũng có những bước tiến đáng kể. Các làng Potrovskoy, Dislykulin đã nằm trong tầm kiểm soát của họ, đồng thời vẫn còn các cuộc phản công ở Lviv-Moska. Quân đội Ukraine đang bám chặt vào khu định cư vốn đã bị bao vây một nửa ở vùng ngoại ô và ở làng Tosnak. Tại quận Sozha, giao tranh vẫn tiếp diễn, lực lượng Moscow đang tấn công Plekhovo. Lực lượng Nga đã đạt được những thành công đáng kể, do đó quân đội Nga đang tiến từ hướng Ulanov qua các khu rừng đầm lầy gần sông Pisel. Hiện đã bao vây một lửa của Plekhovo, phá vỡ nguồn cung cấp của đối phương, đánh úp họ từ cả hai phía Bắc Nam. Ở phía Bắc, một khu rừng lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo thông tin sơ bộ, đoạn đường cao tốc 38N-515 ở giữa Plekhovo với Malokka đã bị cắt đứt. Về phía Nam, quân đội Nga đã chiếm được một số cứ điểm, bao gồm cả những cứ điểm do quân đội Nga tạo ra từ đầu. Xa hơn về phía Bắc, giao tranh vẫn tiếp diễn, không bên nào kiểm soát hoàn toàn khu định cư, nhưng thế chủ động ở đây thuộc về lính dù Nga. Về phía Nam, lực lượng Moscow đang tiến dọc theo tuyến đường sắt. Nếu họ duy trì tốc độ tiến công, quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút lui khỏi Ruskaya, Konopika, hoặc đơn giản là bị kết liễu tại đó. Về phía tây nam tuyến đường sắt cũng có một cuộc tiến công của quân đội Nga. Đối phương đã bị đẩy ra khỏi một số vành đai rừng ở phía đông trạm xăng, nơi đang diễn ra giao tranh. Trong tương lai gần nhất, quân đội Ukraine sẽ lâm nguy.
Ochotskoy ở Donetsk, Nga kiểm soát hoàn toàn. Lực lượng Moscow thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu của đối phương ở vùng Odessa và Kramatorsk. Ngược lại, Kiev tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV về phía bắc của vùng Kursk-Bryansk của Nga. Về phía Poprovka, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công về phía bắc của Novokhodivka. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây Sedinovo. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Ochokoy, mở ra triển vọng về một cuộc tấn công vào Kurakov từ phía nam. Về phía Sedinovo, sau một thời gian tạm dừng ngắn liên quan đến việc củng cố hậu phương của lực lượng Moscow, giai đoạn thứ hai của chiến dịch bắt đầu bằng việc ngăn chặn hậu cần của Ukraine. Dự kiến sẽ có mưa trong suốt tuần tới, nếu không ngăn cản hoàn toàn việc sử dụng đường nông thôn thì cũng sẽ làm chậm giao thông ở đó nhiều nhất có thể. Tính đến thực tế là chỉ có 3 tuyến đường hậu cần quan trọng, quân đội Nga có thể sớm lặp lại chiến thuật máy xay Bakhmut khi mà lực lượng Kiev bị cắt nguồn cung cấp. Ukraine sẽ thiệt hại lớn nếu Poprov thất thủ. Giới quan sát nhận định, nền kinh tế Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Kiev mất đi quyền kiểm soát thành phố Poprovka ở vùng Donetsk. Cuộc tấn công của Nga trong khu vực đe dọa sẽ khiến cho Poprovka thất thủ và điều đó gây ra cả rủi ro về quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine. Chuyên gia nhận định, thành phố là nguồn cung cấp hầu hết than cho ngành công nghiệp sắt thép của đất nước. Ngành này là xương sống của nền kinh tế Ukraine và vẫn là ngành lớn thứ hai, mặc dù sản lượng đã giảm xuống còn chưa đến 1/3 so với mức trước chiến sự. Giám đốc điều hành của GMK Center, một công ty tư vấn công nghiệp có trụ sở tại Ukraine cho biết, nếu không có các nhà máy thép, nền kinh tế Ukraine sẽ gặp khó khăn. Đây là một phần rất quan trọng của nền kinh tế. Một ngành công nghiệp thép vững mạnh cũng đóng góp phần lớn vào nguồn thuế của Ukraine, giúp tài trợ cho nền kinh tế đang hoạt động cầm chừng như hiện nay. Tuy nhiên, Ukraine đang đối diện với mối đe dọa lớn là sẽ mất đi pháo đài chiến lược này. Các lực lượng Nga đang áp sát thành phố chiến lược quan trọng Poprovka, một trung tâm đường bộ và đường sắt với dân số trước xung đột là khoảng 60.000 người và hiện nay hàng chục nghìn người trong số họ vẫn chưa sơ tán. Poprovka nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như là thành phố Chasivka và Kostiantynivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Poprovka là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào vùng Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát Chasivka. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Việc giới hạn quyền tiếp cận của quân đội Ukraine trong mạng lưới đường bộ xung quanh Poprovka sẽ khiến cho Kiev khó giữ được vùng lãnh thổ này, từ đó cho phép Nga củng cố bàn đạp và tiến lên phía trước. Khu vực quanh Poprovka là nơi có nhiều cơ sở công nghiệp khác nhau được quân đội Ukraine sử dụng để bảo vệ thành phố. Tuy nhiên, Nga có khả năng dùng chiến thuật tiêu thổ, sử dụng bom lượn và hỏa lực pháo binh để phá hủy các chướng ngại vật, mở đường cho binh sĩ tiến lên. Tuần trước, người đứng đầu chính quyền quân sự của Poprovka nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố khoảng 7 km. Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại nơi này. NATO bỏ qua các mối đe dọa hạt nhân của Nga. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tin rằng các đồng minh NATO không nên sợ hãi trước các mối đe dọa hạt nhân mà ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin đang sử dụng nhằm làm suy yếu viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Khi được hỏi liệu các đồng minh NATO có nên chú ý đến cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của Nga hay không, ông Rutte nhấn mạnh rằng họ không nên chú ý. Không, điều đó không đáng và dù sao thì họ cũng không chú ý đến. Người đứng đầu liên minh nói, ông Rutte cho biết cuộc tập trận hạt nhân Steadfast Known của NATO sẽ bắt đầu vào tuần tới, sẽ chứng tỏ sự sẵn sàng của liên minh trong việc đáp trả các mối đe dọa từ Điện Kremlin. NATO rất mạnh, chúng tôi có thể đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào. Chúng tôi có một thứ cần thiết để đảm bảo an ninh của NATO, đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào. Và chúng tôi sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi các nước ngoài NATO đang cố gắng đe dọa chúng tôi. Điều đó là vô ích. Hãy để ông ấy, ý muốn nói đến Putin, đừng làm nữa. Tổng thư ký Liên minh nhấn mạnh, ông cũng thu hút sự chú ý đến thực tế rằng điều quan trọng hiện nay là các nước phải kiểm tra và tăng cường khả năng phòng thủ của mình.
Chúng tôi cũng đã nói với đối thủ rằng chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ mở rộng các điều kiện để chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Các quan chức Mỹ nói với New York Times rằng tháng 9 là tháng Nga phải chịu thiệt hại lớn ở Ukraine với các cuộc tấn công ở Donbass, khiến số người thiệt mạng và thương vong ở phía Moscow tăng lên 600.000 người kể từ khi chiến sự nổ ra từ đầu năm 2022. Giới chức Mỹ cho rằng số thương vong cao của Nga là do chiến tranh tiêu hao dai dẳng, trong đó mỗi bên đều cố gắng làm kiệt sức bên kia bằng cách gây ra tổn thất tối đa với hy vọng phá vỡ khả năng và ý chí tiếp tục của đối phương. Theo phía Mỹ, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ổn định và gia tăng trong những tháng gần đây ở khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Một quan chức Lầu Năm Góc nhận định Nga sẽ tiếp tục duy trì lối tấn công như thế này trong cuộc chiến tiêu hao và Ukraine cũng sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn trong thời gian tới. Theo đánh giá từ phía Mỹ, thương vong của Nga trong cuộc chiến cho đến nay là 615.000, gồm 115.000 người Nga thiệt mạng và 500.000 người bị thương. Trong khi Ukraine ít khi công bố về số lượng thương vong, nhưng theo ước tính của Mỹ, phía Kiev có 57.500 người chết và 250.000 người bị thương. Quan chức Mỹ không nêu rõ thương vong của Nga trong tháng 9, nhưng nói rằng đây là tháng mà Moscow chịu thiệt hại nhất sau gần 3 năm xung đột nổ ra. Các nhà phân tích quân sự Mỹ và Anh ước tính thương vong của Nga trung bình hơn 1.200 người một ngày. Bất chấp những tổn thất, Nga vẫn tuyển dụng 25.000 đến 30.000 tân binh mỗi tháng, gần bằng số lượng tân binh rời khỏi chiến trường. Các quan chức Mỹ cho biết, điều đó cho phép Nga tiếp tục đưa từng đợt quân đến các tuyến phòng thủ của Ukraine để áp đảo và phá vỡ các chiến hào. Theo phía Mỹ, Nga đã đưa ra các khoản tiền thưởng lớn và các khoản tăng lương khác để thu hút những người lính tình nguyện nhập ngũ. Theo phía Mỹ, Nga từng chứng kiến thương vong tăng mạnh vào thời điểm mà họ tấn công vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở Andriyivka năm 2024 và Mamut năm 2023. Trong tháng 9, Nga phải đối mặt với việc đẩy lùi Ukraine ở Kursk, mặt khác liên tiếp giành thêm lãnh thổ ở Donetsk trong những ngày qua, đẩy Ukraine vào thế khó. Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về con số mà quan chức Mỹ ước tính. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine đang sử dụng chiến thuật ở mặt trận miền Đông nhằm bào mòn tiềm lực áp đảo của Nga. Theo đó, Ukraine sẽ tiến hành rút lui với tốc độ chậm khỏi các khu vực, duy trì phòng thủ mạnh mẽ nhằm câu giờ để Nga phải tốn lượng lớn vũ khí, nguồn lực nhằm giành lấy lãnh thổ. Theo giới quan sát phương Tây, chiến thuật này có thể khiến Nga bị kiệt quệ nguồn lực khi họ phải tấn công dữ dội và kéo dài vào một mục tiêu liên tục trong nhiều tháng. Trong chiến đấu, phía tấn công luôn phải đảm bảo có nguồn lực gấp 3 lần phía phòng thủ để đảm bảo giành ưu thế. Vì vậy, New York Times cho rằng việc Ukraine kiên cố phòng thủ rút lui chậm đang khiến cho Nga bị bào mòn nguồn lực.